Ngày 4 tháng 11, Hội Cựu Chiến binh huyện đã phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thị trấn Lang Chánh tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình cựu chiến binh cho gia đình hội viên cựu chiến binh Lê Công Tiếp, khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, đại diện lãnh đạo thị trấn Lang Chánh và chi hội cựu chiến binh khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh. Hội viên cựu chiến binh Lê Công Tiếp, khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở, được sự quan tâm của các cấp hội và hội viên hội cựu chiến binh trong huyện, gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới nhà ở. Đây là số tiền nằm trong quỹ hỗ trợ làm nhà nghĩa tình cựu chiến binh tỉnh do hội viên hội cựu chiến binh trong tỉnh đóng góp. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có tổng kinh phí là 170 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cựu chiến binh tỉnh, số còn lại là của gia đình, anh em dòng họ và bà con hàng xóm hỗ trợ. Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo và hội viên cựu chiến binh trong huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện đã trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình hội viên cựu chiến binh Lê Công Tiếp, động viên gia đình khắc phục khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, cựu chiến binh Lê Công Tiếp đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và hội viên hội cựu chiến binh trong huyện đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình để gia đình có ngôi nhà mới khang trang như hiện nay. Được biết trong năm 2021, quỹ hỗ trợ làm nhà nghĩa tình cựu chiến binh do hội viên cựu chiến binh trong huyện đóng góp giúp đỡ được 4 gia đình hội viên làm nhà với tổng trị giá là 191 triệu đồng. Trong đó, có 3 gia đình hội viên được hỗ trợ làm nhà mới từ quỹ nhà nghĩa tình cựu chiến binh của tỉnh trị giá 50 triệu đồng và 1 nhà được hỗ trợ quỹ nhà nghĩa tình cựu chiến binh huyện trị giá 41 triệu đồng. Việc hỗ trợ làm nhà nghĩa tình cựu chiến binh của các cấp hội và hội viên hội cựu chiến binh trong toàn huyện là hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối với công tác chăm lo, bảo đảm đời sống cho những hội viên cựu chiến binh còn khó khăn về nhà ở. Đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, động viên các gia đình hội viên tiếp tục vượt lên số phận mà còn là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn toàn huyện.